Chào tất cả các bạn và anh chị. Hôm nay em review cho anh chị xem thêm một số cái mẫu bóng phao nữa ha. Thì hôm nay em review thì em sẽ có một số cái điều lưu ý luôn, lưu ý về trong cái sản phẩm này ha. Đây là gì? Đây là con thỏ. Thỏ này thỏ lam ha. Thỏ lam này như là em trước em có review rồi vậy, nhưng mà cái mẫu mã này nhiều khi màu sắc nó sẽ thay đổi nha anh chị và các bạn. Đây cái màu sắc nó sẽ thay đổi đó. Anh chị nhìn đây. Cái cò bơm ở đây ha. Sản phẩm nó có kèn luôn ha. Rồi, thứ hai là sản phẩm gì? Thứ hai đó là cái banh. Banh này là banh 12 khía nha anh chị và các bạn. Hôm trước em có review cho anh chị xem một sản phẩm đó là cái banh 7 màu á, nhưng mà banh nó là banh loại nhỏ ha. Còn banh là banh 12 khía nè. Đây em có bơm mẫu sẵn cho anh chị xem ha. Rồi, tiếp theo là con voi ha. Con voi thì em cũng đã review cho anh chị xem rồi. Voi thì nói chung là màu sắc nó sẽ thay đổi nha. Cái đầu là màu đỏ nha. Còn thứ hai là cái đầu cái này là màu xanh. Thì em có review rồi, lát em đưa ảnh cho anh chị và các bạn xem. Đây là màu xanh đó. Còn cái này cái đầu màu đỏ. Nói chung là cái hình dáng cũng ok nhưng mà màu sắc sẽ thay đổi nhau nha. Tiếp theo đó là con thỏ. Thỏ này là thỏ gì? Thỏ áo ha. Thỏ áo thì nó cũng có hai màu anh chị và các bạn. Nói chung là cái sản phẩm mình á thì cái hình hài nó y hệt vậy nhưng màu sắc thì có thể thay đổi nhau ha. Màu sắc thì khi anh chị và các bạn lấy thì màu sắc sẽ được bóc ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn. Là thứ nhất thỏ áo thì nó sẽ kèm theo cái áo ha. Đây là cái áo. Đây, cái áo này khi anh chị và các bạn mua về thì cái áo sẽ nằm rời ha, chứ nó không nằm chung vô sản phẩm. Cái áo của con thỏ sẽ nằm rời. Thì anh chị về anh chị khi bơm lên á thì anh chị và các bạn mặc áo vào ha. Thì cái áo này thì mặc thì anh chị có thể mặc trước khi bơm hoặc là sau khi bơm cũng được. Đây thì anh chị có thể tháo áo này ra này, bằng cách này. Đó. Đó, rồi chúng ta mặc áo vô, chúng ta bơm trước rồi chúng ta mặc hoặc là chúng ta mặc trước khi bơm cũng được. Vậy các bạn ha. Đó. Thì cái áo này em thấy nếu như anh chị và các bạn mặc thì cũng được, mà không mặc thì cũng không sao. Nếu như chúng ta mà bỏ cái áo này ra thì cái sản phẩm nó vẫn đẹp ha. Còn như cái đi theo là có nó sẽ có cái áo, tại vì thỏ áo là đi theo sẽ có cái áo. Thì anh chị thích mặc thì mặc, không thích mặc thì cũng không sao. Đây, nếu anh chị bỏ cái áo ra thì nhìn con thỏ cũng đẹp, cũng bình thường ha. Kích thước của những sản phẩm này thì em có để trên website rồi ha. Anh chị có thể cập nhật trên website của em để biết thêm kích thước ha. Còn đây là con siêu nhân kiếm anh chị của bạn ha, siêu nhân kiếm. Siêu nhân kiếm nó có nhiều màu ha, có thể là màu đỏ, màu xanh nước biển và có thể là màu xanh lá cây. Nói chung là màu sắc nó sẽ thay đổi nha anh chị và các bạn, có thể là bốc ngẫu nhiên nha. Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo đây là cây búa nhỏ ha. Cây búa nhỏ. Để em lấy em bơm cho anh chị và các bạn xem một cây ha. Thì một cục đóng gói như thế này là nó 12 cây nè anh chị và các bạn, 12 cái ha. Thì anh chị mua về thì cái màu sắc ở trong này, một cục này nó có thể thay đổi, có thể là màu xanh, màu đỏ hoặc là có thể là màu khác nữa nha. Có thể là màu xanh nước biển. Đây, đây là cây búa nhỏ nha anh chị và các bạn, cây búa nhỏ. Nó có thể thay đổi màu sắc, có thể là màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh nước biển hoặc là màu hồng ha. Thì cái hình trên này nó cũng sẽ thay đổi luôn nha anh chị và các bạn. Có thể là con gấu trúc hoặc là có thể là hình con Ben 10 hay là hình này. Rồi, đây là cây búa chung nha anh chị và các bạn, cây búa chung. Nó cũng một cục đóng gói là 12 cái. Thì nó có thể là màu sắc, có thể là màu hồng, xanh, nước biển, nó solo nhau ha. Thì bên trong, cái hôm trước em cũng có review một cây búa chung đó là cây búa màu hồng ha. Thì cái chung là cái sản phẩm nó giống nhau nhưng màu sắc nó thay đổi thôi. Có thể là in con chó, là in cái này là in theo cái nhu cầu ha. Nhu cầu của các bé mà khi chúng ta xem trên YouTube á. Thì cái đây là loại chó cứu hộ ha. Tiếp theo đây là cái búa lớn ha. Cái búa lớn á, thì nó sẽ đóng gói từng một cây, là đóng gói từng một bọc anh chị các bạn. Đóng gói từng một bọc chứ nó không đóng gói chung vô như thế này ha. Cái này là nó đóng gói chung là 12 cây luôn. Nhưng cái sản phẩm này là đóng gói rời ha, mỗi thứ một cây. Đây, em đã bơm cho anh chị xem rồi. Thì em trước em cũng đã review cho cái mẫu kia rồi. Bây giờ em sẵn em review lại cho anh chị các bạn xem cụ thể. Hình hài thay đổi khác nhau nha. Và kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật cho website của em để biết chi tiết nha. Cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video.